Sơn, em là Giang và hôm nay em đang có mặt tại trại cá giống trường Phát. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho bà con về quy trình ương nuôi cũng như cách thức cho ăn của cá mú trên châu Đài Loan ạ. Thì hôm nay đồng hành với em đó là hai bạn Thoa và bạn Huyền ạ. Dạ, xin chào tất cả bà con, em là Thu Thoa và em đang đảm nhận một phần kinh doanh của khu vực Bắc miền Trung. Nên bà con nào đang có nhu cầu thả giống mà thuộc khu vực này, hãy nhấc máy gọi điện thoại cho em qua số điện thoại 0978182284 bà con nhé. Dạ, xin chào bà con, em là Huyền, là nhân viên kinh doanh đảm nhận khu vực miền Tây Nam. Cho nên bà con của mình ở thuộc khu vực của em từ Ninh Thuận đổ ra cho tới đất mũi Cà Mau thì bà con hãy cứ liên hệ đến em khi bà con cần giống bà con nhé. Thì em không có xa lạ với bà con mình nữa, thì em là Giang, em đang đảm nhận khu vực Khánh Hòa. Thì bà con nào ai đang muốn thả giống thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0976884441 nha bà con. Thì giờ mời bà con cùng em và Hóa và Huyền đến với ao lồng đang nuôi những chú cá mú trân châu ạ. Hello anh Đinh Bi ạ. Em chào anh Lâm Sung. Em chào anh Hà Mẫn ạ. Đây em sẽ giới thiệu cho quay cho bà con về cái lồng bè được ương những chú cá mú trân châu Đài Loan bên em ạ. Đây là anh kỹ thuật bên em ạ, đang cho cá ăn bà con nhé. Hello anh An Single. Đây mỗi ô này bên em đang ương những chú cá mú đấy ạ. Giờ em sẽ bắt đầu cho những chú cá mú này ăn nha bà con. Nhớ Huyền sẽ phụ hỗ trợ em thì hôm nay ạ. Bà con thì khỏe mạnh. Đang đâu Huyền? Bà con có thấy không ạ? Những chú cá ăn rất là khỏe luôn ạ. Thêm một chút nữa thì em sẽ tiến hành đo phấn cho bà con mình cùng xem nhá. Thì cái ố này đang cả chắc tầm sái là từ 11 đến 13 phân đó bà con ạ. Giờ em sẽ bắt đầu đo phấn cho bà con mình cùng xem nhá. Được rồi. Còn đây là cá mú trân châu Đài Loan nha bà con. Thì đây là cái ô đầu tiên ạ. Giờ em sẽ tiến hành cho ăn cũng như đo sái qua ô thứ hai nha bà con. Em chào anh Nam ạ. Anh ơi, cá này mình chỉ nuôi được môi trường nước lờ mặn thôi anh nhá. Mình không thể nuôi được môi trường nước ngọt đâu ạ. Bà con có thể không, những chú cá mú trên
Tiên Châu đang vùng vẩy rất là mạnh đấy ạ. Thì Giang sẽ tiến hành đo phanh cho bà con để bà con có thể nhìn cảnh trải nghiệm chú cá cũng như size và kích cỡ của những chú cá mú trân châu tại lồng thứ hai này ạ. Thì như những chú cá mà Giang đang đo phanh thì những chú cá này đang rơi vào từ 11 đến 12cm nha bà con. Những chú cá size từ 11 đến 12cm, những chú cá lớn này thì thích hợp cho bà con của mình thả lồng bè đấy ạ. Cho nên lồng bè của bà con nào còn trống ở khu vực nào thì hãy cứ gọi điện thoại ngay đến bên em để bên em có cơ hội được tư vấn và đưa đến bà con những con giống chất lượng ạ. Giờ em sẽ tiến hành cho ăn cũng như đo phân qua ô thử bá nha bà con. Ở trại con cá giống Trường Phát thì có những có rất là nhiều ô cá, có những lồng cá ương nuôi cá mú trân châu như thế này. Cho nên bà con của mình hãy cứ yên tâm về số lượng bên em cung cấp cũng như chất lượng cá giống thì luôn được đảm bảo để bà con của mình có những vụ nuôi thành công bà con nhé. Phía này giới thiệu qua một ít về thức ăn ngày hôm nay mà những chủ cá mú trân châu sử dụng đi ạ. Ngày hôm nay thì như bà con cũng ở một số nơi bà con của mình đang xem ấy, thì bên em đang cho cá ăn con rút tươi. Ở bà con của miền Bắc hay gọi là con moi đấy ạ, còn miền Nam của mình hay gọi là con tép. Con rút tươi này á, thì bà con có thể thấy là cá mú bên em cho ăn thì cá ăn rất là mạnh và đảm bảo được cái độ tươi ngon của cá, thành thử là cá ăn rất là mạnh và sẽ đảm bảo được cá nó sẽ giảm được bệnh đường ruột đấy ạ. Và ở ô này thì Giang cũng sẽ tiếp tục đo phân cho bà con cùng quan sát nhé. Cá này thì ở lòng cá này thì cá size nhỏ hơn, tầm khoảng từ 9 tới 10 phân đấy ạ, 9 phân. 9 phân bà con có thể quan sát thấy đây là cá, con cá này 9 phân đấy ạ. Chín phân hơn. Chín hai. Chín phân rưỡi bà con được quan sát. Thì như bà con quan sát nãy giờ ấy, thì hiện trại đang có đầy đủ các size và kích cỡ cá từ 8, 9, 10, 11 đến 12cm đấy ạ. Thì bây giờ chúng em sẽ tiếp tục cho những lồng cá tiếp theo ăn để đo cho bà con xem những size cá còn lại tại trại như thế nào và cùng xem tốc độ đập môi của những chú cá này bà con nhé. Bà con có thấy không, những chú cá mú trân châu đập môi rất là mạnh đấy ạ. Bà con miền trên mọi miền đất nước Việt Nam, bất kể bà con ở khu vực nào đều có thể nhấc máy gọi điện thoại cho bên em bà con nhé. Trường Phát sẽ đưa đến cho bà con những con giống thật chất lượng, thật đảm bảo. Bà con nhận hàng, kiểm tra hàng tại nơi bà con nhé. Bây giờ chúng em sẽ tiến hành là xúc và đo phân cho bà con xem ạ. Cái này đang có size là 10,2 phân đấy bà con ạ. Và con này đang có size là 10/3 bà con nhé. Dạ, thì lồng cá này trung bình cũng là 10cm cả đấy bà con ạ. Bà con hãy cùng quan sát kỹ một chú cá nhé. Đây chính là những chú cá mú trân châu Đài Loan đấy ạ. Bà con có thấy không? Cá rất là tròn đấy ạ. Em đi nè. Đây là loài cá có giá trị kinh tế rất là cao và cũng khá là dễ nuôi, nên bà con mình ai chưa nuôi có thể nuôi những chú cá này ạ. Thì bây giờ để bà con có thể tiếp tục nhìn những lồng cá tiếp theo thì chúng em sẽ dẫn bà con đến những lồng cá tiếp theo để xem những chú cá tiếp theo ngày hôm nay như thế nào bà con nhé. Đây thưa bà con, đây chính là khung cảnh ao 2, cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát đấy ạ.
Đây, bây giờ em sẽ dẫn bà con đến với những lon cá tiếp theo để cho những chú cá còn lại ngày hôm nay ăn ạ. Bây giờ cũng là buổi chiều tan rồi, bà con nào đã xong việc thì hãy vào livestream cùng với chúng em bà con nhé, để có thể tận mắt nhìn thấy những chú cá ăn, xem những chú cá đập mồi để chúng ta có được một tinh thần thật thoải mái trước khi về với gia đình cùng ăn bữa tối với gia đình bà con nhé. Cỡ mà chạy cây giống trường khác đang có bà con nhé. Em sẽ. Vậy bà con có nhớ đây là lồng cá thứ mấy không ạ? À? Đây là lồng cá thứ 5 tại I2 cơ sở 2 rồi đấy ạ. À? Vâng ạ. À. Dạ, chú cá này hiện đang có size là 11,5 nha bà con. Dạ đây ạ. À. Gần 11,5 ạ. À. Là 11,5 nha ba con. Thì Giang đang tiến hành đo phân cho ba con đấy ạ. Cá này đang có size là 11,5 ba con ạ. Dạ, ba con có thấy rõ không ạ? Đây, đây chính là những chú cá mú chân châu đấy ạ. Khi nãy giờ chúng em đã đo size rất là nhiều lon cho bà con xem rồi đấy ạ. Thì như bà con thấy, tại trại có rất là nhiều size và kích cỡ, nên bà con đang cần những chú cá đạt size nào cứ nhấc máy gọi điện thoại cho bên em bà con nhé. Và chúng em tiếp tục cho lon cá tiếp theo ăn ạ. À. Bà con có nhớ được. Bây giờ đang là buổi chiều đấy ạ. À. Bà con nào đã xong việc thì hãy vào livestream để ủng hộ cho chúng em bà con nhé. Chiều hôm nay chúng em đang quay cho bà con xem đó là cho những chú cá mú chân châu Đài Loan ăn đấy ạ. À. Nên bà con nào đang rảnh hãy vào livestream ủng hộ cho chúng em với nhé. Thì bà con mình ai có nhu cầu về giống mà mình đang ở tại khu vực Khánh Hòa ấy, thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0976884444 nha bà con. Còn bà con nào đang ở khu vực từ Phú Yên đổ ra tỉnh Quảng Ninh hay còn gọi là Bắc miền Trung đấy ạ, à, thì hãy nhấc máy gọi điện thoại cho em qua số điện thoại 0978182284 bà con nhé. Còn nếu bà con nào ở khu vực miền Nam hãy nhấc máy gọi điện thoại ngay cho Huyền qua số điện thoại 0905252284 bà con ạ. À. Bây giờ chúng em sẽ tiến hành đo phân lồng này để bà con mình tiếp tục nhìn những chú cá tài trại bà con nhé. Đây, Huyền sẽ tiến hành đo phân cho bà con ở lồng này ạ. À. 9,5. 9,5. Bà con có quan sát thấy không ạ? 9,5 ạ. À. Chín phân ba. Dạng chọn cho 8,5. Như bà con cũng có thể thấy thì nãy giờ em đo thì lồng cá này đang size trung bình từ 8 phân cho tới 9,5 đấy ạ. À. Thì trại cá giống Trường Phá cứ trung bình vài ngày sẽ tiến hành đo phân lọc size một lần để cho những chú cá này thật đều size kích cỡ để chúng tăng trưởng và phát triển một cách tốt nhất ạ. À. Thì nãy giờ chúng em đã đo phân cho bà con rồi thì bây giờ chúng em phải cho những chú cá này ăn thật no bà con nhé. Bà con nào đã xong việc hãy vào livestream cùng với chúng em để xem những chú cá này ăn vào buổi chiều thật là thoải mái bà con ạ. À. Em xin chào tất cả anh chị đang xem livestream cùng với chúng em nhé. Bà con nào, anh chị nào đang xem livestream thì hãy thả tim cho chúng em với ạ. À. Thì bà con mình có gì cứ ủng hộ tại cả giống Trường Phá bên em bằng cách cứ like, bình luận hoặc là có thể chia sẻ bài giúp bên em với ạ. À. Đây thì nguyên khu vực này bên em đang ương cả một chân châu đấy bà con nhé.
Số lượng tà trại có rất là nhiều nên bà con đừng ngần ngại gì, đừng lo lắng về số lượng bà con nhé. Cứ nhấc máy gọi điện thoại ngay cho chúng em để có được những con giống thật đảm bảo ạ. Đây là những chú cá đã được ăn nó đấy ạ. Thì chiều hôm nay chúng em đã đo phân cũng như cho những chú cá mú trân châu này ăn rồi. Bây giờ bà con nào trong buổi chiều hôm nay vẫn chưa thể vào livestream của chúng em để xem chúng em quay những cho những chú cá mú trân châu ăn thì hãy xem lại sau khi chúng em kết thúc livestream trong buổi chiều hôm nay bà con nhé. Bà con có sau khi kết thúc bài livestream bà con còn nhớ chúng em tên gì và đảm nhận khu vực nào không ạ? Thì trước khi livestream chúng em sẽ giới thiệu lại chúng em thêm một lần nữa. Thì em là Thu Thoa và đảm nhận khu vực Bắc miền Trung. Bà con nào đang ở khu vực miền Bắc và miền Trung muốn đặt hàng thì hãy gọi cho em qua số điện thoại 0978182284 bà con nhé. Và em là Huyền thì em đảm nhận khu vực miền Tây và Nam. Bà con của mình đang ở khu vực từ Ninh Thuận đổ ra cho đến mũi Cà Mau thì bà con hãy nhớ số điện thoại 0905252284 của em. Khi nào bà con có nhu cầu về giống thì cứ gọi điện thoại ngay đến bên em nha. Dạ, còn em là Giang, em đang đảm nhận khu vực Khánh Hòa. Bà con mình ai muốn thả giống hay là muốn bên em giao cá trực tiếp đến nơi cho mình thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0976884441 nha bà con. Dạ thì chúng em cảm ơn bà con trong buổi chiều hôm nay đã bỏ ít thời gian của mình để xem livestream cùng chúng em ạ. Còn bây giờ thì chúng em xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những buổi livestream tiếp theo bà con nhé.